ăn chưa? Đâu ơi. Ăn nổi hay là ăn chìm? Ăn nổi hả? Nghỉ đây. Thôi. Ok, thế à? Thank you.
Anh đang làm cái chặn bát mà. Anh sửa điện xong rồi. Sửa điện xong rồi. Ừ. Lắc được cả bát. Để em vội làm. Em làm. Em vớt thôi. Để anh đi lấy thêm cây này. Cắt thêm cây à? Cho mấy con thịt cho hai đứa nuôi cắn của bà. Cảm ơn. Bà cho nhiều. Vịt đẹp nhỉ? Ừ. Giống nào đấy? To rồi. Thì tốt phải nóng lắm nhỉ? Thả trên kia, bà có cá chuồng trên kia, để mang đến trên kia. Vậy anh đi cho nó uống nước đấy. Đây cái này này. Cái này cuộn tròn vào cho. Cái này to. Ở đây phải nó cuộn này này. Bé à? Lấy quần bé đi đi nhỉ? Ừ. Quần này được không? Dạ. Quần này chắc được rồi. Được rồi bé. Thank you.
chắc được rồi. Ra bên trong ngoài đi. Đúng rồi, con kia. Ăn cơm đâu. Ăn cơm vào. Đi chơi được. Xong hồi nãy anh mua cái này nó xong rồi. Chắc vậy nhỉ? Chắc vậy. Em để bác lên nhé. Ừ, để bác lên đi. Đã xong. Thank you.
chẳng con mình chẳng coi được không? Thank you.
đây thì con nghe cắm. Đúng. Ui. Đấy. Yên nào. Mấy hôm ốm nhiều tắm bẩn lắm. Ừ. Nhiều con này lắm. Nó cắn lắm. Cho nó đi tắm đi nhỉ. Ừ. Để nó ra cắn. Rồi, đi tắm đó. Nhẹ. Yên ạ. Tắm mê. Dạ đi thôi. Đi sao? Đấy. Im nào. Tắm cho. Chắc phải lấy chậu ấy nhỉ. Ừ. Chậu nhỉ. Lấy chậu. Người toàn bột chó. Bột chết. Không tắm bao giờ nó không chịu tắm ấy. Lâu bốn lâu. Tính nào. Tắm em một tí sạch ngay. Kỳ kỳ cho nó con vẫn chết. Đây nó chết rồi. Đâu? Đây này. Không, phá nốt đi. Một cái tay này. Chết rồi. Chết rồi. Cái người có này. Không có. Sạc bọt chút, nó bọt chết. Nó ngâm một tí mà. Ừ. Nhìn thật là cái chút nó sai đó, thế mà. Nó sai. Nó sai mặt. Nó sai lưng.
Em ơi, phải giữ anh nghe để anh buộc này. Này. Đấy, cẩn thận đi.
Thank you.
nhau nhưng mà chẳng anh em ruột nhau à. Anh em có mấy bố. À đúng rồi. Ờ, thân tay cái gì đây chứ. Tao đi vào nhà nghỉ đi. Em đi tắm rửa đi. Vâng. Để anh nấu cơm. Em chẳng biết do đó. Em mua thịt thì đây. Chị em làm ăn rồi đi. Không hiểu không? Để chị anh làm sao?
Em tắm xong rồi? Vâng, em tắm xong rồi. Đang làm rau rồi, nắm mặt xong rồi. Thế anh tắm thì em làm mốt đi. Vâng, em cho anh rồi nhé. Vâng, anh sẽ đi tắm. Chín rồi em. Vâng, chín rồi em. Em tắm xong rồi. Em tắm xong rồi. Sớm rồi. Em bỏ. Em bỏ trước rồi. Ôi, đi ăn cơm. Ôi, lại thấy nặng nặng lên rồi. Cơm đi. Cơm đi. Cơm đi luôn. Má, để đây tí mất rồi. Cơm đi. Ăn thử miếng con quấn thì nào. Vâng, anh quấn. Mẹ em cơm nhé. Vâng. Trời, không biết mai có mưa không nhỉ? Nóng quá. Nóng rồi. Có khi mưa. Mưa. Tôi ôm này. Ngon. Em ăn đi, ăn nhiều quá. Canh này cũng ngon mà. Ngon mà. Ăn canh này mát lắm. Anh ăn đi, nhiều mà. Mùa này có măng ngứa chưa nhỉ? Có rồi mà. Hôm nào mình đi tìm nhỉ? Có họ đi tìm bán. Hôm măng. Hôm nay bán được hết rau không em? Có rồi hết rồi.
Làm gì vậy? Anh đi chợ, anh lấy cho em vào
Con này chín đẹp nhỉ. Ngọt đấy. Với lấy nước. Lấy quả này nhỉ. Em đi bán rau nhé. Ừ. Nhà. Em đi nhé. Cái nhân mà mấy ngoan mà ở đâu cũng chết mà các đồ phải xé tháo ở lâu hẳn nhá. Nhờ tí. Vâng.
cháu ơi, hôm qua gió to quá làm đổ hồ 3 giờ tí. Dạ vâng. Này hôm qua gió đổ to nhỉ bà nhỉ? Thì dỡ hết hồ bà, dỡ hồ bà hết cái này đi nhé. Dạ vâng vâng, để chị cháu dỡ được. Thank you.
trơn. Mệt thật. Anh xin nhé. Cái mặt anh có gì mà cười? Đấy, anh bị nhỏ lên này. Nhá. Đấy. Để được. Em lo cho. Được rồi, được rồi. Anh chết rồi. Đó được rồi. Thật chưa? Được rồi. Nắm này không mệt đâu. Không mệt đi. Không mệt chứ. Trời, cái tối. Nên em thấy cái đồ đủ ngoài kia đổ. Anh ra hộ em chống hứng. Ở đi kia? Vâng. Đây à? Đây. Đồ đủ khoai nó to nhỉ? Nó to. Cái vỏ nó to lắm rồi. Ua. Nhìn chưa đủ đủ đi. Dạ, đi. Đúng rồi, cái nó đổ. Anh cơm đi. Lấy cây vào tí nhé. Em dưới nhá, để anh lấy cái này về trống. Đi đâu? Được rồi. Chắc được rồi em nhỉ? Được rồi. Cây này lên tốt thế nhỉ? Cao quá nhỉ? Ừ. Cái mới trồng mà, cao ngon rồi. Cao nhỉ? Nên cao bằng cái này đi. Cho nó cao. Mai là cao. Bây giờ chắc trời sắp mưa rồi. Nó phải làm ra đến tầm này thôi nhỉ? Cái cây nó đủ. Sao mà mình trồng thêm mấy cây mướt đắng thế nào? Thank you.
anh làm được. Vâng. Đây anh Hộ làm. Mệt đó. Uống nước đi. Đi trồng một ít đỗ nó lên đấy luôn. Thank you.
lắp máy rồi. Được rồi. Được rồi. Em cảm ơn nhé. Anh có gì là gọi em vào hộ tiếp. Ok luôn. Thank you.
xem mấy châu đó mà. Em mới đến đây à? Vâng, em vừa đến đây đi câu mấy cái bài. Sáng nay đi cái bài ra đây em ạ. Mấy gì chú anh xem lại nhé. Để xem cái câu có gì chú anh đến. Câu em đi xem. Anh làm đây đâu chưa? Ngày đi ra đây làm rồi. Thì như này đi theo anh làm việc đi. Ở đây làm gì? Em làm đây cũng được. Đi theo anh được mà. Ở đây phí ra. Em làm ở đây trong cái bàn đây. Có ai nhà ấy nhỉ? Thank you.
cảm ơn anh nhé. Có gì đâu. Này em bị đâm sao? Đâm sao? Nãy đưa em về kia. Anh mua trâu cây gặp em ở ngoài chứ em bảo mua cây rồi. Kia thân em lắm mà lại đưa về. Mấy bạn cùng đưa về. Anh không tin em à? Tìm, nhưng mà cái kia là ngáo.
Bác có bán gì không? Có. Anh nấu một tay. Nhìn vào thôi. Hành xiên. Quen nhỉ? Anh cũng quen nhỉ? Anh đâu ấy? Anh chán đời lắm rồi. Sao lại chán đời anh? Ôi, thế phải uống rượu ấy. Ôi, thế giờ anh cho em về liều em trên trên này thôi nhỉ? Ok. Đi anh em mình làm tí nhỉ? Em cũng chán đời lắm rồi ấy. Quá. Anh tội tí đi. Con bố. Sao anh lại đi thế? Ôi, tí anh chảy cho. Ok. Khổ lắm em ạ. Liều em ở trong này ấy. Đi theo em nhá. Ok rồi, đi. Chán quá. Sao mới chán? Anh này chán hơn mày rồi. Lắm. Nhớ em nè. Đồ chờ lắm. Ôi thầy, quá đẹp. Bây giờ đây không hiểu. Ở đây, ôi, trời nhạc em tí. Đây. Này, em lấy bát về uống nữa nhỉ anh à? Được. Lấy bát đây. Đây. À, anh rót. Đây, anh rót đi. Chán đợi quá. Ủa, hơi rượu. Ừ, cứ uống đi tí em cũng có. Này, uống ngay. À, đây. À. Buồn quá. Giòn nè. À, em còn tí mận anh ạ. Đâu? Còn có quả là mồi. À, em còn đây nữa. Nó, em giấu vợ để tí rượu. À, thế anh nó cũng hết nhỉ. Đây, đây. Đấy, à. Uống, này, uống nha. Ăn đi anh ạ. Anh mận đi anh ạ. Mận này, đây. Đây. Anh ăn đi. Ăn đi, mận. Ngon. Sài đó. À, uống đi. Vô. Uống nghe. Ôi. Trời ơi. Nên sao anh lại đi lang thang ấy? Ôi, buồn lắm. Vợ anh ơi, trai sắp đeo trai rồi đây. Nhiều. Em gặp vợ em mang thằng nào về nhà trong em lợt phởn của em đuổi nó đi rồi giờ cũng không biết đâu. Thế anh em mình hoàn cảnh này, quá uống nghe anh ơi. Ủa ủa đi này uống nghe anh ơi. Rồi. Uống đây đi anh ạ. Đây. À, uống đây. Uống nha. Nha. Ai rồi. Trời ơi. Trời tối anh đi về ơi. Ôi anh về làm gì? Ôi say quá. Người yêu anh theo trai rồi anh về làm gì? Sao anh hèn thế? À. Ôi ở đây với em thôi. Anh đi về đây. Ôi ở đây với em đây. Ai à? Đây với em thôi. Anh à, anh say rồi. Ôi chưa gì đã say rồi, chán thế. Rồi ngủ đây nhá, em tìm uống tiếp rồi. Rồi chán thế, uống tí đã say. Chỉ chịu uống đầu uống tiếp rồi.
Đâu nhỉ? Đây đâu nhỉ? Chả biết. Đấy là đêm nhỉ? Ôi, đi về. Tính nhiều giận chết đấy.
Vâng, có trộm vịt chuột đâu gì không? Đi thấy con gà đến xem Dân ơi! Ơi! Ba à? Vâng. Nhà mình có con trâu nào bán được cho bác nhỉ? Cháu muốn mua trâu à? Vâng. Để xem con nào bác bán con này. Con này hơn to một tí, còn cái con kia còn bé. Con này bác? Vâng. Xem con này xem cháu mua con nào thì mua. Con này bây giờ bán thì bán con này. Con này bây giờ bán bao tiền bác? Bán 25 triệu. 25 triệu à? Vâng. Con này bé quá, chắc cháu lấy được 20 thôi bạn. Nó 20 thì bé quá. Thêm cho bà một tí hay tầm 23 đi. Bà. Con này nếu cháu lấy chắc lấy được. Trả thêm cho bà chắc được 22 thôi. 22 triệu. Cố gắng cho bà 23 đi. Xe lại đến đây à? Biết đâu rồi. Cháu gửi bác nhé. Vâng, em bác xin. Xong tí cho em gái này dắt bọn cháu ra ngoài với nhé. Vâng. Dắt con trâu ra ngoài với cháu. Cháu ôm ra. Cháu đi xe thôi là đi anh trả công cho. Ôi trời ơi, giật này. Cháu về thôi. Vâng. Nào có con nào bán được thì gọi cháu nhé. Vâng. Cháu thì có cô mua thì bán lắm. Em gái xinh đẹp hộ anh chị nhá. Vâng. Tí ra anh trả công cho.
Đây anh gửi ít tiền này. Không, không, không lấy đâu. Anh đây, cứ cầm đi, anh cho, cứ cầm. Không lấy đâu. Thôi, anh cho, thôi. Anh cho, cứ cầm đi. Anh cho, cứ cầm đi. Thế anh xin đấy. Ừ. Anh hỏi ơn nhé. Anh về nhá, anh về đấy. Anh bỏ đi, không nghe em giải thích.